Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi khảo sát thực tế về việc thoát nước tại khu công nghiệp Giao Long nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thoát nước mưa theo đề xuất của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, việc thoát nước mưa khu công nghiệp Giao Long hiện gặp nhiều khó khăn bởi quanh khu vực khu công nghiệp chưa có tuyến kênh hay đường cống thoát nước mưa nào dẫn từ đây ra sông Tiền, trong khi khoảng cách từ khu công nghiệp Giao Long ra đến sông Tiền khoảng 3,5 km và bị ngăn cách bởi quốc lộ 57B. Mặt khác, một số tuyến kênh thoát nước chính của khu vực có nhiều thay đổi so với hiện trạng ban đầu do nằm trong lưu vực quy hoạch ngăn mặn trữ ngọt của tỉnh. Một số đoạn kênh dẫn thoát nước chưa được thi công hoàn thiện hoặc chưa được thông thủy với nhau. Ở một vài vị trí, người dân đã xây dựng nhà ở. Cũng theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, lượng nước mưa của khu công nghiệp Giao Long khá lớn. Nếu thực hiện phương án bơm thoát nước mưa của khu công nghiệp Giao Long ra sông Tiền thì không khả thi. Nếu đầu tư kênh hở để dẫn nước mưa từ khu công nghiệp ra đến sông Tiền thì chi phí đầu tư sẽ rất lớn, trong khi khu công nghiệp Giao Long đang còn rất khó khăn và chưa được tỉnh ghi vốn để đầu tư nâng cấp thêm cho hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hệ thống bơm nước thải sau xử lý ra sông Tiền bị quá tải, đồng thời tuyến kênh dẫn cần phải phù hợp và gắn với quy hoạch thoát nước chung của cả khu vực. Theo đó, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tích cực chủ động có kế hoạch phối hợp định kỳ tổ chức nạo vét, khơi thông các tuyến kênh nằm bên ngoài khu công nghiệp, đặc biệt cho khai thông hệ thống thoát nước mưa tuyến quốc lộ 57B để giảm tải lượng nước mưa chảy tràn vào khu công nghiệp. Song song đó, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp nạo vét cống rãnh trong khu công nghiệp để đảm bảo đồng bộ tiêu thoát nước nhanh dẫn vào các kênh. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương trang bị thêm máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo tình trạng bơm nước mưa của khu công nghiệp luôn chủ động vận hành trong trường hợp lưới điện bị mất, kinh phí ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện khảo sát nâng cao một số tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp. Được biết, nước mưa bên trong khu công nghiệp Giao Long hiện được thoát chung ra kênh tỉnh thông qua 10 cửa xã và được dẫn thoát ra bên ngoài qua các tuyến kênh An Phước, kênh Lộ Thủ, kênh Thanh Niên và kênh huyện.